Ok, hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Live anh em nhé. Và trước tiên vào đô thì mình xin cảm ơn các bạn Trần Đăng Khoa, các bạn đã gửi cho mình một cái nick pháp sư rực lửa để mình test cũng như làm review cho anh em cũng như là một lối build về cái dòng class này nhé. Rồi bạn đang ở rank Hồng Ngọc và tầng 300, thì nãy mình cũng đã thử test leo tầng 301 rồi và nói chung là khá là nhàn. Class này sát thương cũng rất là nhiều nha anh em. Đấy, tầng 301 thì mình tầng 300 thôi, mà tầng 301 thì mình đã đánh thử để trải nghiệm thôi nè, và mình đăng clip bên kênh DTN Gamer Online á, anh em nào có thể qua đó xem thử nha. Mình có làm hai kênh luôn á, anh em thông cảm nha. Rồi, thì nói lại thì đây là một class kết hợp giữa nhà ngoại cảm và thuật sĩ lửa anh em nhé. Và cũng khá là nhàn, sát thương nhiều tương đối và sát thương chính là sát thương lửa. Được chưa anh em? Bây giờ thì mình sẽ test cho anh em xem về sát thương trước nhé. Đầu tiên thì mình sẽ có thể triệu hồi, mình tăng ba búp lên, 1 2 3. Sau đó mình gọi một thằng đàn em ra, mình đánh. Mình có thể trọng kích tí nữa cho nó ngầu. Rồi. Sau đó thì mình gọi thêm ba cái mấy cái con là hoa quả nổi giận này, sau đó nổ. Nổ lên. Gọi. Nổ lên. Gọi thêm đàn em. 2 triệu 4 rồi. Nổ. Rồi, 3 triệu. Rồi, dồn tất cả mọi thứ vô. Combo lỗi, combo kiểu giống như là mình dứt hết mọi thứ để có gì mình spam cái đó. 7 triệu 9. 12 triệu, 13 triệu, 10 13 triệu 7. Được chưa anh em? Được chưa anh em? Quá dữ chưa? Bạn đưa clip cho mình có 11 triệu, mình làm một phát 13 triệu 7 luôn. Mà mình cũng nói cho anh em một cái full phát rất là vui. Hồi nãy trong cái video của bên DTN Game Online á, và cũng như là cái clip mình test để mình quay 4 lần rồi anh em ạ, tại vì mình tháo nhầm cái giày ra nè, mình mặc cái giày của bắp vào. Thế là nãy giờ nó bị cùi. Chứ giờ mình test phát 13 14 triệu sát thương. Ghê gớm không? Mình test đam còn nhiều hơn các bạn ấy nữa. Á rồ quá ta. Rồi bây giờ trở lại video nha. Nếu anh em nào yêu thích thể loại gọi lửa vậy thì chúng ta sẽ cần có 150k để nạp tiền mua nhà ngoại cảm, và sau đó thì kết hợp chung với thuật sĩ lửa và chúng ta build đồ tương tự như thế này thì được. Đầu tiên về điểm thì anh em sẽ tăng full sức mạnh, lý do là mình sẽ cần một lượng máu rất là nhiều để có thể tăng khả năng sống sót, tại vì máu mình sẽ bị rút từ cái chiêu thức của bên nhà ngoại cảm mà cũng như là cái bộ ba của đồ vua rồng nè, loại lửa nè, đấy hồn vua rồng này nó sẽ đốt mana đốt máu của anh em nha, nên là anh em cần phải có cái đó. Và thêm một lần nữa thì anh em build chỉ số phục hồi HP nhiều nhiều chút để anh em tăng khả năng sống sót rồi, được chưa? Rồi về duyên phận, duyên phận thì chúng ta sẽ cần có những cái như sau. Hồn vua rồng lửa thì cái này là theo bộ rồi, cái này rất là ngon tại vì nó cộng kháng lửa sát thương lửa 120%, kháng debuff âm 40%, thì cái này là hơi nguy hiểm nha. Và sức lực chỉ huy thì nó sẽ bonus cường độ vật liệu triệu hồi 40% và hiệu ứng của vật liệu triệu hồi lớn giảm đi một nửa, được chưa? Áo phép là một cái rất cần thiết với lại pháp sư nha. Hồi chưa kỹ năng 40 phục hồi năng lượng 100. Và được rồi. Lõi lửa là tăng kháng lửa và gây sát thương lửa nha em. Thi triển 8 đạn tấn công gây 100% sát thương nữa. Triệu hồi chói buộc rất quan trọng đối với những class này. Kế thừa hiệu ứng từ 3 bộ chói buộc tương ứng bonus cường độ vật liệu 40%. Rồi hết rồi đó, và đó là những cái cần thiết. Ngoài ra thì tông phong chuyên chú là nó thuộc về ninja, bên này thì cũng không cần lắm anh em nhé. Hoặc là bạn cũng chưa build, đại loại là trong đây thì mình sẽ bạn không build về cái này. Không không cần cái đó. Rồi, tiếp theo á về mặt còn gì nữa ta? Trang bị đi ha, trang bị đi. Trang bị thì mình cũng sẽ có những cái liên quan đến những cái đồ cộng chí lực, sức mạnh chí lực phòng thủ và cường độ phép thuật anh em nhé. Rồi, và những chỉ số cần thiết của nó gồm có phục hồi HP sát thương lửa, rồi phục hồi HP, rồi những cái thông tin ví dụ sát thương lửa thêm hồi chiêu tốc độ tấn công cũng được. Tốc độ tấn công thì nó hợp, nó để giúp cho những cái con mà summon ra nó tốt hơn, nó đánh nhanh hơn. Và vật liệu triệu hồi nếu có. Được chưa? Nếu có thì tốt, không có cũng được. Tốc độ di chuyển 1% sức kháng lửa. Đấy, đó là những thông số cần thiết về mặt kỹ năng. Kỹ năng thì đầu tiên, kỹ năng của nhà ngoại cảm chúng ta cần phải mát đồng bộ linh hồn, thì cái này nó sẽ cho những cái thông số từ nhân vật chính chuyển qua cho những cái con mà mình gọi ra, nên cái này cực kỳ quan trọng nếu anh em muốn chơi nhà ngoại cảm các kiểu nha, và những cái lát liên quan đến nhà ngoại cảm. Tiếp theo, thuật tụ linh mình sẽ tăng 4 điểm, thì cái này là một cái gọi ra những sát thương rất là cần thiết đối với cái class này, và gọi tối đa là bao nhiêu vệ hồn này, vệ linh này tối đa thể nạp 3 lần mà gọi ra, thì cái này cũng là một cái chiêu sát thương chính của nó này, nên cần thiết phải tăng mát một chiêu búp hào quang hiệu triệu, tăng tốc độ tấn công và hồi chiêu kỹ năng cho đồng minh và bản thân, tăng 4 điểm. Sau đó thì quá tải linh thể tăng 1. Khác với class ninja thì chúng ta phải tăng 3 điểm hoặc 4 điểm, nhưng mà class này chỉ tăng 1 điểm thôi anh em nhé. Rồi, tăng cánh cổng linh giới. Cánh cổng linh giới thì gọi ra một cái thằng đầu trâu mặt ngựa hơi to con một chút.
nó gây mấy cường độ sát thương rất là cao và nó giảm sát thương xung quanh này 25 này, giúp cho anh em sống sót tốt hơn. Được chưa? Thằng này nó cũng rất quan trọng. Và kỹ năng quan trọng nhất của bên cái đường gọi là nhà ngoại cảm đó chính là khế ước HP. Thì cái này nó sẽ đốt máu của bản thân anh em, và sau đó thì cho anh em một lượng sát thương toàn bộ là 50%, cực kỳ quan trọng ha. Rồi về thuật sĩ lửa thì thuật sĩ lửa là một cái nhánh phụ thôi, trong đây là phụ thôi, mà nó chỉ mang tính gọi là mình sẽ cần búp nhé, lấy búp của nó. Đầu tiên là lửa hộ thể, lấy cái phòng thủ, lấy giảm sát thương và lấy sát thương lửa 40%. Tiếp theo mình sẽ lấy hào quang lửa, chiêu này đúng để là búp luôn, và sát thương lửa thêm 20%, sát thương lửa cộng thêm 40%, được chưa? Một điểm cho tàn. Khi lửa bất thường biến mất sẽ xảy ra nổ và để lại ngọn lửa. Đấy, nó sẽ nổ tăng hiệu ứng thôi nha. Và tăng 2 điểm huấn luyện tính kháng để cộng kháng cho mình, cũng như là kháng cho những cái con nhân vật của mình á, những con mình summon á. Rồi, nhánh sau cùng đó chính là nhánh pháp sư rực lửa, thì tăng 1 điểm khó lòng nhiệt tình, 4 điểm ngọn lửa sinh đôi dùng để gây full sát thương, và 1 điểm bảo vệ ngọn lửa. Đây, nó giúp cho bản thân anh em có thể gây thêm sát thương lửa này. Và thuật phóng hỏa, cái con heo này thì nhằm mục đích là kích nổ đây nhé, kích nổ gây thêm sát thương nhé. Và kỹ năng quan trọng nhất của cái đường này đó chính là thanh tẩy lửa thật, nó sẽ giúp cho anh em tăng kháng lửa và chuyển đổi 50% kháng lửa thành sát thương lửa thêm. Có nghĩa là có rất là nhiều đồ mà khi anh em build gây sát thương lửa thì nó có đi kèm với lại kháng lửa, và nó sẽ tận dụng được thêm những cái kháng lửa của bản thân anh em và gây thêm sát thương lửa nữa. Đấy, thì cái này rất quan trọng nha. Đó là về cả kỹ năng. Về lối chơi thì nó cũng nhàn giống như Ninja đấy, anh em cũng kiểu chạy đến đâu đánh đến đó thôi. Và mình sẽ test lại coi liệu mình có thể đi đến con số 13 triệu hồi nãy không. Đầu tiên là một cái điểm yếu của cái class này đó. Class này lúc mà anh em kiểu còn một chấm máu, anh em kiểu sẽ lao thẳng vào đội hình cho anh em chết, hiểu không? Nên thông thường là ví dụ như đi quái mà ví dụ quái thưa quá thì anh em tắt cái chiêu này đi ha, tắt chiêu này đi, tắt này nè. Đấy, thì nó sẽ không rút máu anh em nữa. Còn nếu mà anh em bật lên nó sẽ rút máu rất là nhanh nè. Đấy, có một kinh nghiệm nhỏ thôi. Còn nếu không anh em mà có mật độ quái đánh liên tục thì anh em không lo, nó sẽ hồi máu lại cho anh em. Bây giờ là mình sẽ búp chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3, gọi thằng đệ đấm vào lấy tao đánh. Rồi ok, sau đó thì gọi ba chiêu này đánh thường cho cái con heo nó nổ, con heo nó nổ. Gọi chiêu này, gọi đệ, sau đó kích hoạt tất cả mọi thứ combo có gì chơi nó. Liệu mình có thể lên là số 13 triệu hồi nãy không? 7 triệu 9 rồi, 11 triệu to, bùm 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 bùm, 11 triệu rồi, cố lên nào. Mà anh em thấy sát thương đều của nó là 8 triệu mấy, 9 triệu không? Rất là ngon ha, ngon ha. Gọi thêm đệ, gọi thêm đệ, combo, combo 18 nút, 11 triệu, tuyệt vời, quá tuyệt vời. Được rồi anh em, có xuống phong độ một chút nhưng mà không sao. Rồi về mặt lối chơi khi mà anh em đi map nha anh em, thực sự đi map này nó hơi ám ảnh đó với những con quái một chút. Mình chơi này tan chảy đi ha, mình đến núi tuyết lạnh giá mình test tan chảy, được chưa? Rồi tan chảy nào. Về mặt lối chơi thì nó cũng như Ninja thôi, khá là nhàn. Mình sẽ kiểu tà thôi, thì cũng chả có phải suy nghĩ gì nhiều anh em, mình cứ chạy thẳng được. Đến đâu thì càng quét cái đó, giống như là sức mạnh của lửa chùa đó anh em, đến đâu thì quá chết đến đó anh em thấy. Rồi lại đi đến đâu thì mình lại quất combo nó thôi anh em thấy ha. Thậm chí nếu mà khi anh em đánh nhau thì có một cái kinh nghiệm là mình sẽ không có chạy thẳng vào mà mình sẽ để cho mấy thằng lính nó chạy vào trước, đấy nó sẽ ăn đòn cho mình luôn, được chưa? Chơi class này thì cẩn thận một chút, và class là sát thương khỏe quá, khỏe quá anh em, khỏe vãi chưởng luôn, cực kỳ khỏe luôn ha, quá là phê luôn. Rồi máu đang rút nè, bây giờ mình đánh cái mình hồi lại đấy, ghê gớm ghê gớm ghê gớm. Combo, combo 18 nút. Được chưa anh em? Rồi, cảm ơn bạn Đăng Khoa đã gửi nick cho mình nha. Đây là một cái lối chơi rất là hay. Và sắp tới thì bạn còn chơi cả lính canh, linh hồn gì đó cho mình nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều, cảm ơn bạn Khoa rất là nhiều nha. Anh em nào có nhu cầu gửi clip về review hoặc là giới thiệu những lối build mới, sáng tạo các kiểu thì có thể gửi về cho mình. Mình rất cảm ơn anh em. Rồi bây giờ thì mình thoát ra mình trả nick cho bạn chơi game thôi. Hồi nãy giờ mình mượn nick của bạn có 2 tiếng nữa rồi test đó anh em. Được chưa? Xin phép bye bye và hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha. Chúc anh em may mắn.